Hello, xin chào mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Thì đúng như cái tựa đề của cái video ạ, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn hai tin, một là tin vui, một tin vui và một tin buồn. Cái tin vui của ngày hôm nay đó chính là cái tin Open Beta tốc chiến. Chính thức mở Open Beta nhá, game tốc chiến. Đây là cái tin rất là vui cho những cái game thủ nào mà vẫn đang loay hoay để tìm cách để được trải nghiệm sớm cái game tốc chiến này mà vẫn chưa có nick và chưa được trải nghiệm. Thì đây là một tin rất là vui, Open Beta. Và một tin buồn là khu vực Việt Nam mình thì vẫn chưa được mở. Nhưng mà các bạn đừng có quá buồn, khu vực Việt Nam mình chưa được mở, nhưng mà chúng ta có thể fix IP và chúng ta vẫn có thể chơi cái tựa game này một cách bình thường. Chỉ hơi buồn một chút là nó không có tiếng Việt thôi, nó toàn là tiếng Anh. Ok nhá. Thì thông tin này được cập nhật chính thức ở trên cái kênh Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến. Đây là kênh chính thức của Việt Nam nhé, kênh Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến chính thức của Việt Nam, và cập nhật vào ngày 16 tháng 10 lúc 11 giờ đêm tối qua. Thì tối qua mình định làm một cái video cụ thể luôn nhưng mà nó khá là muộn, nhà mình có con nhỏ mà mình không thể ngồi mình nói như để này cho các bạn xem được, tại vì nhà mình nó con nó nhỏ. Ok, thì mình để dành lại sáng hôm nay, vẫn chưa muộn. Ok nhá. Thì chúng ta sẽ cùng mình và các bạn cùng xem cái video này để xem họ nói gì, họ cập nhật cái gì và cụ thể là ngày bao nhiêu thì sẽ mở Open Beta nhá. Ok, mình sẽ mở phóng to lên này. Ok, đầu tiên là xin chào các bạn, ông này ông giới thiệu tên này. Vậy là Global Beta khu vực đã đi vào hoạt động và trong vài tuần qua đó, Global Beta đã hoạt động được một tháng nay, 3-4 tuần nay rồi, 4-5 tuần rồi. Chúng tôi đã tương tác liên tục với người chơi, bàn luận về phản hồi, ra mắt tính năng và nội dung mới, cũng như được thưởng thức những pha gì đây, những pha xử lý đỉnh cao của các bạn. Đó, ông đang tự hào về cái tựa game này. Khi thiết kế tốc chiến, chúng tôi tin rằng tiềm năng về lối chơi bốc lửa như vậy. Những khoảnh khắc Liên Minh Huyền Thoại chưa hề được hiện thực hóa trên PC, và ông không ngờ là trên điện thoại. Đây, mình sẽ tua lại cho các bạn xem nhé. Những khoảnh khắc Liên Minh Huyền Thoại chưa hề được thực hiện hóa trên thế hệ mobile, trên thế hệ điện thoại đấy, trên game điện thoại hiện nay. Bởi vậy được chiêm ngưỡng những chiến thắng không tưởng nhờ đầy lén là back down đấy, những pha pentakill vô lý hoặc những pha xử lý vướt mặt đối thủ. Tức là các bạn xem cái video này của mình thì các bạn chỉ cần nghe thôi và xem những hình thôi, không cần đọc, mình sẽ thuyết minh cho các bạn luôn. Đó, thực sự đã khiến chúng tôi cảm thấy nổi cả da gà. Ông này chắc là fan của Zeta T này, xem giáp Việt nhiều nổi cả da gà các bạn ạ. Vì thế mặc dù đạt được những thành tích hiện tại là không, cái gì nó nói nhanh quá, mình đọc hơi chậm. Mặc dù đạt được những thành tích hiện tại là không hề dễ dàng, nhưng chính xác các bạn đã khiến cho điều đó trở nên xứng đáng. Và tôi đặc biệt vui mừng được thông báo rằng cái gì đây, rằng Thilama, đoạn này vậy lâu, chúng tôi sẽ mở cửa chào đón tất cả người chơi ở những khu vực Global Beta. Đó, có nghĩa là tất cả những cái khu vực hiện giờ đang mở Global Beta như Thái Lan, Indo, Philippines, Singapore, Malaysia, Hàn, Nhật sẽ được mở Open Beta. Tất cả những khu vực đang mở Global Beta sẽ mở Open Beta. Còn những khu vực khác thì thời gian sau, chắc là tháng 11 hoặc tháng 12 thôi. Trong chưa tới 2 tuần nữa nhé. Và bây giờ sẽ là thời gian chính thức này. Xem ông này, ông nói chính thức là bao lâu. Đó, Open Beta khu vực ngày 27 tháng 10 giờ Thái Bình Dương. Đó là giờ của Philippines ấy. 27 tháng 10, hôm nay là ngày 17 tháng 10 rồi. Tức là chúng ta chỉ cần 10 ngày nữa thôi. Những bạn nào mà chưa có nick thì các bạn chịu khó đợi 10 ngày nữa thôi. Các bạn đợi 10 ngày nữa thôi là các bạn có thể chơi thoải mái. Cả những bạn iOS mà chưa chơi được và cả những bạn Android thì nhiều người chơi được hơn, iOS thì ít người chơi được. Thì các bạn không cần phải sốt ruột đâu, 10 ngày nữa thôi.
chơi trước 10 ngày cũng không giải quyết được cái gì đâu. Ok nhá. Về mặt bằng chung thì nó cũng như nhau thôi. Bạn phải hiểu là hai đứa trẻ, một đứa đẻ đầu năm, một đứa đẻ cuối năm, xong rồi khi lên lớp 1 chúng nó vẫn học cùng cùng nhau vào cùng một năm đấy. Có nghĩa là sự chênh lệch về nó không không nhiều. Bây giờ mình chơi trước các bạn 10 ngày nó không nói lên được cái điều gì cả. Các bạn mà tư duy các bạn hay, các bạn đánh hay, các bạn vẫn đánh hay. Các bạn hiểu không? Cho nên là các bạn cố đợi chịu, cố chờ đợi thêm một thời gian nữa. 10 ngày nữa thôi. 27 tháng 10 sẽ là những sẽ là ngày chính thức bắt đầu bản open beta khu vực. Đây là bản open beta khu vực, là những khu vực nào đang close beta sẽ được mở open. Tốc chiến sẽ đến tay tất cả người chơi ở Hàn Quốc, đó, Nhật Bản như mình vừa nói đấy, Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Đó, chúng tôi muốn những ai dành thời gian, tình cảm gì đây, và sự quan tâm cho Liên Minh Huyền Thoại sẽ cảm thấy gì? Mình nhận lại được giá trị xứng đáng nhất từ trò chơi. Ok, mong là như vậy đi. Ở hầu hết các khu vực như Hàn Quốc và Nhật Bản, bạn sẽ có thể chơi tốc chiến với tài khoản Riot. Ở Hàn Quốc và Nhật Bản là hầu hết các bạn có thể chơi game bằng tài khoản Riot để nhận thêm phần thưởng tùy thuộc vào thời gian đã chơi Liên Minh Huyền Thoại. Mình sẽ giải thích cái điều này nhé. Có nghĩa là những bạn nào mà đang chơi ở server của Hàn và Nhật, khi các bạn chơi ở server Hàn và Nhật là các bạn sẽ liên kết bằng tài khoản, các bạn chơi bằng tài khoản Riot đúng không, thì các bạn sẽ được nhận thêm phần thưởng. Tức là nếu như mà chơi bằng Riot thì sẽ được nhận thêm phần thưởng, và tùy thuộc vào cái thời gian chơi của các bạn, các bạn chơi càng lâu thì các bạn nhận được càng nhiều quà. Các bạn cứ hiểu như vậy. Ok nhá. Tuy nhiên đối với người chơi ở khu vực Đông Nam Á, dù hầu hết các bạn chưa có tài khoản Riot, nhưng các bạn có thể tạo mới ngay và nhận những phần thưởng rất thú vị trong những tuần sắp tới. Có nghĩa là những bạn nào đang ở Đông Nam Á, chơi những khu vực như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indo, Philippines, chưa có tài khoản Riot thì các bạn tạo ngay từ bây giờ. Các bạn tạo ngay từ bây giờ để các bạn có thể nhận những phần quà trong thời gian sắp tới nhá. Quà rất là hay đấy các bạn ạ. Quà này rất là giá trị đấy các bạn ơi. Nên là các bạn tạo luôn một cái tài khoản Riot đi, để khi mà các bạn game ra cái là các bạn chơi luôn một tài khoản Riot thì các bạn sẽ được phần quà. Còn nếu như mà bạn nào mà đến lúc game mở open thì các bạn sẽ không được có quà đâu, sẽ rất là thiệt thòi đấy. Quà có thể là tướng, có thể là skin rất là đẹp, hoặc có thể là tiền, hoặc là một cái giá trị, một cái gì đó giá trị ở trong game. Đó. Bản cập nhật Global Beta này, chúng ta sẽ xem bản cập. Nếu bạn hiện đã tham gia beta, xin cảm ơn đã đóng góp cho tốc chiến. Chúng tôi sẽ phát hành nội dung mới mỗi ngày. Tức là họ sẽ cập nhật, liên tục cập nhật cho tới thời điểm Open Beta để tỏ lòng biết ơn các bạn cũng như cộng đồng. Mọi người mà có phản hồi gì mà các bạn đã xây dựng trong khi tốc chiến được đưa tới tay người chơi khắp toàn cầu, đó tức là game mà trải nghiệm như thế nào, thì mọi người có thể phản hồi luôn. Họ sẽ cập nhật từng ngày, có lỗi gì, điện thoại nào mà chơi không chơi được, hay bất kể lỗi gì thì các bạn chụp ảnh màn hình lại và đăng lên cái group tốc chiến để họ khắc phục. Họ sẽ cập nhật hàng ngày mà, đến khi Open Beta mở, để xây dựng trong khi tốc chiến được đưa tới tay người chơi. Ok. Và thêm nữa, chúng tôi sẽ khởi chạy dịch vụ trong tuần đầu tiên của tháng 12. Khu vực mới. Đây này, khu vực mới này, tháng 12 năm 2020. Dành cho toàn bộ khu vực châu Âu, Đài Loan, châu Đại Dương và Việt Nam các bạn ơi. Việt Nam khu vực của chúng ta thì tận tháng 12. Thời gian có thể thay đổi nhưng mà chắc chắn vẫn phải là tháng 12. Còn ngày thì chưa rõ nhé. Thì chúng ta sẽ có bản của Việt Nam và có tiếng Việt. Khu vực châu Mỹ sẽ được hỗ trợ vào mùa xuân. Nhưng mọi thứ cần được
triển khai rất nhanh, chúng tôi sẽ cập nhật ngay nếu có bất cứ vấn đề gì. Bản cập nhật sắp tới, ok. Bạn chúng ta cùng xem bản cập nhật sắp tới sẽ có những gì nhé. Còn chưa tới một tuần nữa, bản cập nhật tiếp theo sẽ ra mắt. Hãy cùng điểm qua những nội dung mới. Bản cập nhật này chỉ sang tuần thôi, chưa đến một tuần mà, chỉ vài hôm nữa thôi, 3-4 hôm nữa thôi. Lì xin. Đây là điều mà tôi mong đợi nhất ở trong cái bản cập nhật tiếp theo anh em ơi. Lì xin. Thật sự là tôi chờ đợi lì xin quá lâu rồi anh em ạ. Thầy Tu Mù Lì Xin sẽ là tướng mới nhất trong tốc chiến. Đây cũng chính là tướng lâu đời nhất. Chuẩn quá, mình cóp tiền từ bây giờ. Anh em ơi, cóp tiền từ bây giờ anh em ơi. Lì Xin đã trải qua thử thách của thời gian cũng như biết bao xu hướng chơi mà vẫn giữ nguyên nền tảng ở trên PC xuống điện thoại này. Đại loại là như vậy. Giữ nguyên tiềm năng của mình như trên PC. Đồng thời ở bản cập nhật này còn có cái gì nữa đây? 6 vị tướng mới trong tốc chiến. Đó, 6 vị tướng mới, tức là cả Lì Xin nữa là 7 nhá. Bản cập nhật sẽ là 7 tướng mới này. Các thành viên của KDA 11 Kai'Sa này, Akali này và Seraphine, cũng như anh em nhà Darius và Draven. Tuy rằng hai thanh niên nhà này sẽ không thành lập nhóm nhạc riêng. Ông này là khá là hài hước ấy. Bạn có thể chơi miễn phí tất cả những tướng kể trên trong bản beta này tới 27 tháng 10. Các bạn lưu ý nhé. Các bạn lưu ý cái điều này rất là quan trọng nhé. Bạn có thể chơi miễn phí tất cả những tướng kể trên trong bản beta này cho tới 27 tháng 10. Có nghĩa là 7 tướng mới các bạn sẽ được chơi miễn phí ở đánh thường, không cần phải mua, các bạn có thể được trải nghiệm luôn. Cho tới ngày 27 tháng 10 là các bạn sẽ không được trải nghiệm 6 tướng này nữa. Nếu như bạn nào mà muốn chơi là các bạn phải bỏ tiền ra các bạn mua. Đó. Thì khá là hay. Từ giờ đến ngày 27 thì mình nghĩ là đủ thời gian để cho các bạn trải nghiệm là nên mua những cái con gì, khá là hay. Nói chung là nhà phát triển game giờ này rất là tâm lý để chúng ta đỡ mất tiền vào những cái vị tướng mà chúng ta không yêu thích. Đó, có thể có những người rất thích Lì Xin nhưng mà họ không chơi được, họ cũng mua xong cuối cùng là bỏ xó. Thì trong 10 ngày này chúng ta có thể trải nghiệm được. Và mình nghĩ là Lì Xin trong thời gian tới là sẽ auto pick, sẽ bị chọn rất là nhiều và chúng ta phải thật nhanh tay thì chúng ta mới có thể chơi được Lì Xin. Ok nhá. Khá là hay. Bạn có thể chơi miễn phí tất cả những tướng. Vậy nên hãy thoải mái spam họ để giúp chúng tôi thử nghiệm khi bản cập nhật được áp dụng nhé. Chờ đợi quá các bạn ơi, chắc chỉ vài hôm nữa là Lì Xin ra thôi, mình sẽ cóp tiền từ bây giờ. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói, ngoại trừ một điều. Hết rồi đấy, kết thúc rồi đấy. Cập nhật như vậy là quá đủ rồi anh em ạ. Chúng tôi rất vui khi được mang tốc chiến đến với người chơi khắp toàn cầu. Và rất muốn được lắng nghe ý kiến của các bạn. Hãy cẩn trọng, giữ gìn sức khỏe nhé. Bởi chúng tôi yêu các bạn vô cùng. Hẹn gặp lại các bạn trong tốc chiến. Có nghĩa là ông này ông rất là tâm lý. Ông sợ là anh em mình game mới ra thì anh em mình chơi game xuyên ngày xuyên đêm đấy, ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Thành ra là ông này ông sẽ cảnh báo trước anh em là giữ gìn sức khỏe, tức là chơi game vừa phải thôi. Mỗi ngày chơi khoảng 8 đến 12 tiếng thôi. Đùa thôi, chúng ta chơi game mỗi ngày chúng ta chỉ khoảng 2 đến 3 tiếng thôi. Và sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Đó. Xem còn cái gì nữa không nào. Ok, hết vậy rồi. Như vậy là hết rồi. Liên minh người ta tốc chiến. Nói chung là cái bản cập nhật sắp tới sẽ là bản cập nhật lớn nhất từ trước đến nay của game tốc chiến. Và cũng là mà cái mà mọi người mong chờ nhất, đó chính là cái Open Beta, thì tầm chính xác là ngày 27 tháng 10. Nên là các bạn đừng sốt ruột nhé. Cuối video rồi thì bạn nào mới xem thì cho mình một like, một subscribe, một chia sẻ video để mình có động lực mình làm những video tiếp theo nhé. Và đăng ký kênh, bấm chuông và đừng quên bấm nút chuông để không bỏ lỡ bất cứ video nào của mình, những buổi stream nào của mình ở trên kênh này nhé. Bye bye mọi người.
Bye bye.